Thời gian qua, với những tác động của nền kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Song với sự quan tâm hỗ trợ tích cực của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành các cấp cùng quyết tâm vượt khó vươn lên, nhiều doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn thách thức, duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian qua, tuy tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nguyên phụ liệu, phục vụ sản xuất cũng như việc xuất khẩu hàng hóa, nhưng với việc tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tìm kiếm khách hàng cùng sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan, nên 9 tháng qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Bosin đã đạt doanh thu xuất khẩu hơn 52 triệu đô la Mỹ, đạt 76% kế hoạch năm. Và hiện tại, với các đơn hàng đã ký với đối tác, dự kiến trong năm nay, doanh nghiệp sẽ hoàn thành chỉ tiêu doanh thu xuất khẩu đã đề ra là 68,5 triệu đô la Mỹ. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành trong tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong việc đào tạo nghề cho người lao động, tuyên truyền, vận động để doanh nghiệp và người lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định lao động cho doanh nghiệp. Các sở ngành cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục xây dựng, xuất khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh. Từ đó đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định, hoạt động hiệu quả. Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long có trên 3.800 doanh nghiệp đang hoạt động, với số vốn đăng ký trên 43.280 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 1.143 chi nhánh văn phòng đại diện, 1.218 địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chỉ trong 9 tháng của năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp 12.845 tỷ đồng vào tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp địa phương, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh gần 542 triệu đô la Mỹ và đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 4.265 tỷ đồng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành và đặc biệt là sở công tư, công thương hỗ trợ cho doanh nghiệp được những cái gia truyền máy móc cho công ty đã sản xuất những cái mặt hàng mà thiết yếu, những mặt hàng mà nó đáp ứng cái nhu cầu cho người dân khó khăn vướng mắc được đã tháo gỡ trong những cuộc đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng quý. Trong thời gian qua thì đối với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Uy tín thương hiệu của sản phẩm cũng như là thương hiệu của doanh nghiệp đã được nâng lên. Doanh nghiệp, các doanh nhân chấp hành cũng như là thực hiện tốt các quy định về pháp luật và thực hiện cái nghĩa vụ của mình đối với nhà nước nhằm để góp phần hết sức quan trọng vào việc là huy động được nguồn lực xã hội để đầu tư cho phát triển và tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời tạo được việc làm, cải thiện đời sống của người dân và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thì những cái kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan trong tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tỉnh cũng sẽ cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nhân đó, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách các cái thủ tục hành chính, mà trọng tâm đó là chúng ta rút gọn về thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến các cái hoạt động về đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, và tăng cường hơn việc gặp gỡ đối thoại với giữa chính quyền với các doanh nghiệp từ tỉnh đến huyện để chúng ta kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, công khai, minh bạch các cái thông tin về cơ chế chính sách cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể tiếp cận. Với sự quan tâm hỗ trợ tích cực có trách nhiệm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành các cấp, đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Long sẽ luôn đồng hành, chia sẻ cùng chung tay với chính quyền các cấp vượt qua khó khăn thách thức, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương.